Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự trưa thứ ba ngày 28 tháng 12 năm 2021. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, cái vụ bê bối công ty Việt Á dù rằng đang ở giai đoạn điều tra, chưa có những cái kết quả cuối cùng, nhưng điều đó chắc chắn nó đã cho chúng ta thấy một cái sự liên kết chặt chẽ, kể cả trong cái việc xây dựng một cái kịch bản được cho là hoàn thiện đến từng mm, phần vài các cái trách nhiệm của các cái cơ quan liên quan. Cụ thể, như quý vị đã biết, lợi dụng cái chính sách ưu tiên cho cái việc dập dịch COVID-19, bộ khoa học công nghệ với cái vai trò giao trách nhiệm nghiệm thu một cái công trình nghiên cứu các cái kit test xét nghiệm, trong khi đó Bộ Y tế thì hoàn thành chức năng cấp giấy phép lưu hành cũng như xác định giá tham chiếu. Còn phải kể tới Bộ Nội vụ của bà Phạm Thanh Trà có vai trò đưa ra những cái vấn đề khen thưởng để đánh lạc hướng, đồng thời cũng là cái điều hỗ trợ kinh doanh cho Việt Á để các cái đơn vị CDC hay các cái bệnh viện lớn người ta có thể tin tưởng vào các doanh nghiệp Việt Á để mua hàng với giá cao. Ngoài ra, phải kể tới vai trò của Học viện Quân y, một cái đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Và thưa quý vị, cái kiềng bốn chân này nó đã tạo nên một cái việc liên kết mà người ta gọi là liên minh ma quỷ, và kẻ trùm cuối hay nhà trưởng, như quý vị đã biết, tìm ra không phải là một chuyện dễ. Dù rằng cơ quan điều tra người ta có thể xác định qua các lời khai của Phan Quốc Việt, tuy nhiên cơ quan điều tra sẽ không công bố những cái thông tin vừa kể, và cái việc điều tra của các phóng viên báo chí rất khó khăn. Và thưa quý vị, trong chương trình bình luận thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục với cái câu chuyện bê bối, vụ bê bối Việt Á, và có những cái đồn đoán cho rằng trong số cổ phần 20% của ba nhân vật cổ đông ngay từ đầu cho đến nay vẫn chỉ là 20%, còn cái số còn lại người ta nói 80%, trong đó Trung Quốc giữ 50% cổ phần. Ngoài ra còn có Học viện Quân y và các nhân vật quan chức cao cấp trong bộ máy lãnh đạo Việt Nam, thậm chí có cả những cái nhân vật trong Bộ Chính trị. Và một cái câu hỏi tại sao rất khó để tìm ra trùm cuối. Trong khi một cái thông tin chúng tôi mới nhận được đó là vai trò của Học viện Quân y, thì Học viện Quân y không chỉ chuyển giao công nghệ kit test cho công ty Việt Á, mà Học viện Quân y đã từng chuyển giao cái công nghệ về kit xét nghiệm COVID-19 cho công ty Alphaco USA. Và theo thông tin từ Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Y tế ngày 12 tháng 5 năm 2021 cho biết, tại Bộ Y tế, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, đã tiến hành một lễ tiếp nhận 10.000 bộ AlphaBio cho công tác phòng chống đại dịch Covid ở Việt Nam, và toàn bộ cái số 10.000 bộ kit nói trên là do công ty cổ phần dược phẩm Alphaco USA tài trợ. Tuy nhiên, người ta nói không rõ cái giá trị hợp đồng chuyển giao của Học viện Quân y đối với công ty Alphaco USA là bao nhiêu. Một cái vấn đề đáng nói đó là người ta thấy cái sự chập chững của Thủ tướng Phạm Minh Chính, và theo giới phân tích, ông Phạm Minh Chính cũng có vẻ không nhiệt tình lắm, hay nói đúng hơn là không bận tâm đến cái việc thúc đẩy để làm rõ những cái bàn tay đứng sau một cái liên minh ma quỷ như chúng tôi vừa kể. Và thưa quý vị, dứt khoát Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nội vụ cũng như Học viện Quân y, người ta đã lợi dụng một cái vấn đề mà chính phủ ông Phạm Minh Chính tạo điều kiện để cho các cái doanh nghiệp ở trong nước có thể nghiên cứu sản xuất bộ kit test xét nghiệm cũng như vaccine chống COVID-19 là một cái điều cần thiết, bởi vì người Việt Nam cần phải dùng hàng Việt Nam. Tuy nhiên, với một yêu cầu phải đảm bảo chất lượng, chứ không thể bảo hộ sản xuất trong nước để rồi các nhóm lợi ích chi ngân sách mua một cái giá cao hơn rất nhiều so với giá nhập khẩu, thì người ta nói đó là những cái hành động tham nhũng chính sách, chứ không phải chỉ có những cái bằng chứng nhận tiền lại quả hoa hồng phần trăm mới gọi là tham nhũng. Và thưa quý vị, trước khi đi vào cái nội dung bình luận chi tiết ngày hôm nay, có một tin tức mà chúng tôi thấy cần thiết phải giới thiệu với quý vị, đó là tin liên quan tới cái việc hàng trăm công an đã tiến hành bố ráp đám tang của người sáng lập đạo Dương Văn Bình. Đó là một cái đạo của người Hờ Mông, Theo đài Á Châu Tự Do đưa tin cho hay, tín đồ đạo Dương Văn Bình ở tỉnh Tuyên Quang đã cáo buộc chính quyền địa phương này đã tiến hành đánh đập, phá đám những cái cảnh sát cơ động được cho là trong khi bộ quần áo bảo hộ chống Covid-19, đã phá đám tàng của người sáng lập đạo này và có ít nhất 48 người đã bị bắt giữ. Theo đài Á Châu Tự Do, ngày 12 tháng 12, hàng trăm cảnh sát cơ động và người mặc đồ bảo hộ y tế đã tiến hành bố ráp ngôi nhà của ông Dương Văn Minh, là người sáng lập ra đạo Dương Văn Minh, đúng vào ngày gia quyến và tín đồ tổ chức lễ tang cho ông. Những tin tức về đám tang và cuộc bố ráp này xảy ra từ ngày 12 tháng 2 nhưng cho đến nay, những nhà hoạt động tôn giáo trong nước mới tiết lộ cho đài Á Châu Tự Do. Một tín đồ đạo Dương Văn Minh ở Tuyên Quang đề nghị giấu danh tính đã nói với đài Á Châu Tự Do cho biết sự việc với cái điều kiện lý do an toàn. Theo ông này cho hay, toàn cảnh sát cơ động và cả công an khoảng 300 người, họ kéo đến mang theo cả gậy gộc và lá chắn, tiến từng đoàn vào nhà Bắc Mình, tức ông Dương Văn Minh. Lực lượng này họ la hét đòi bắt những cái người quay phim, rồi đuổi bắt những người cầm điện thoại và những cái người còn lại. Theo nhân chứng cho biết, sau khi họ bắt hết đi rồi, chỉ còn thân nhân của Bắc Mình và một số người khác đang ở trong nhà để trông xác của ông Mình, khi chính quyền sau đó lại đập phá cửa sổ, rồi nhảy vào trong nhà, họ đánh đấm dùng roi điện dí vào những người đó, đồng thời la ép yêu cầu những người trong nhà phải mở cửa và đứng dẹp sang một bên, tất cả không được động đậy. Sau đó, một cái đoàn y tá tiến vào nhà để khám nghiệm thi thể của bác Mình. Trong khi đó, theo mô tả của đài Á Châu Tự Do, ngoài việc đánh đập và đe dọa người dân, lực lượng cảnh sát cơ động đã bắt đi 35 người có mặt trong đám tang ngày 12 tháng 12. Thưa quý vị, theo đài Á Châu Tự Do cho hay, ông Dương Văn Minh, giáo chủ của cái đạo Dương Văn Minh sinh năm 1961, vừa qua đời ngày 11 tháng 12 tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương vì lý do ung thư hạch bạch huyết. Thân nhân và tín đồ sau đó đã đưa thi thể của ông Dương Văn Minh về nhà ở thôn Ngòi Sen, xã Yên Lâm, tỉnh Tuyên Quang để tiến hành lễ an táng. Theo đài Á Châu Tự Do, những người dân cho biết khi thi hài của cái vị sáng lập đạo này được đem về nhà, thì lập tức chính quyền địa phương đã lập chốt chặn xung quanh mà người ta đưa ra cái lý do chống dịch Covid-19 để ngăn chặn các cái tín đồ của đạo Dương Văn Minh đến tham dự tang lễ này. Và thưa quý vị, đó là lý do tại sao dư luận trong nước cho rằng lực lượng công an đã đàn áp một cái lễ tang của người sáng lập đạo Dương Văn Minh dưới cái vỏ bọc chống dịch Covid-19. Theo nhân chứng từ địa phương nói với đài Á Châu Tự Do cho hay, người ta đã làm chốt chặn bao vây hết tất cả những cái làng mà có người theo đạo Dương Văn Minh, đồng thời người ta phong tỏa hết các cái nẻo đường vào xóm mà nhà bác mình ở. Và theo nhân chứng này cho hay, tôi đã trực tiếp hỏi cái lực lượng cảnh sát cơ động đóng chốt ở đây là cái chốt này có phải là ở địa phương có dịch bệnh Covid-19 hay không, thì lực lượng cảnh sát cơ động trả lời không, họ không biết, họ chỉ được lệnh chặn đường thì họ thực hiện dựng chốt mà thôi. Thưa quý vị, không dừng lại ở cái việc ngăn chặn tín đồ tham dự tang lễ mà chính quyền địa phương còn yêu cầu toàn bộ thân nhân của ông Dương Văn Minh phải đi xét nghiệm Covid-19 với lý do là tài xế chở thi hài của người mà theo mô tả của người dân địa phương, đó là vị lãnh tụ tinh thần của người Hờ Mông, đã bị dương tính về virus corona. Tuy nhiên, gia đình của ông Dương Văn Minh đã thương lượng với chính quyền địa phương rằng họ sẽ đi xét nghiệm vào ngày hôm sau, tức ngày 13 tháng 12, nhưng chính quyền vẫn cương quyết không chấp nhận và cử cả cảnh sát cơ động lẫn nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ xông vào đám tang với danh nghĩa cưỡng chế xét nghiệm, và đó là lý do dẫn đến một cái cuộc đàn áp bạo lực ngay sau đó. Và thưa quý vị, ngày hôm sau, ngày 13 tháng 12, theo đài Á Châu Tự Do, khoảng hơn 100 tín đồ đạo Dương Văn Minh đã đến nhà văn hóa xã Yên Lâm để gặp các nhân viên y tế nhằm phản đối những việc đối xử thô bạo với người dân cũng như xâm phạm thi thể của lãnh tụ tinh thần người sáng lập ra đạo Dương Văn Minh. Được biết, đáp lại, chính quyền địa phương đã cho cảnh sát cơ động tấn công và bắt thêm 9 người khác nâng tổng số tín đồ đạo Dương Văn Minh bị bắt trong 2 ngày lên tới 44 người. Chưa hết, thưa quý vị, 2 hôm sau, tức ngày 15 tháng 12, công an đã thông báo qua hệ thống làm phóng thanh của thôn tên của 4 tín đồ đạo Dương Văn Minh mà lực lượng công an quy kết đó là các thành phần chống người thi hành công vụ, và yêu cầu những người này phải lập tức ra đầu thú, và những người này sau đó tới trình diện và lập tức bị bắt ngay tại trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Như vậy, thưa quý vị, tổng cộng đã có 48 người Hầm Mông theo đạo Dương Văn Minh đã bị bắt kể từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 12, và cho đến nay họ chưa được trả tự do. Theo Đài Trao Tự Do cho hay, phóng viên của bản đài này đã nhiều lần gọi với số điện thoại của văn phòng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang để xin phỏng vấn nhưng không được phản hồi. Thưa quý vị, lập tức giới bảo vệ nhân quyền quốc tế đã cho rằng đó là một hành động đàn áp tôn giáo của chính quyền Việt Nam đối với các tín đồ đạo Dương Văn Minh. Một nhân chứng nói về cái cảnh đám tang của người sáng lập đạo ông Dương Văn Minh với 48 tín đồ bị bắt giữ cho rằng: theo tôi nghĩ, chính quyền đối xử như thế cũng chỉ là niềm tin của chúng tôi. Bởi vì công an thì cũng đã đến gặp chúng tôi rất nhiều lần, và họ kiên quyết nói họ sẽ xóa bỏ niềm tin của chúng tôi. Họ không chấp nhận cho chúng tôi theo cái niềm tin mà họ gọi là đạo Dương Văn Minh. Và ở nhiều nơi, công an đã đến gặp những cái tín đồ và nói họ như vậy. Rồi những cái người mà hiện nay đã bị bắt trên đây cũng rất nhiều lần bị chính quyền đe dọa. Công an đã nói những người đó biết hướng dẫn bà con để làm những cái việc của đạo, sau đây sẽ bị bắt hết, không để sót cho một ai. Chưa hết, thưa quý vị, nhân chứng này còn cho hay họ nhân cơ hội bắt Dương Văn Minh mất để tiện thể họ bắt những cái người đến dự đám tang, vì họ cho rằng những cái người có uy tín đối với đồng đạo nên họ bắt được thì sẽ xóa bỏ được đạo Dương Văn Minh. Nhưng theo người dân ở địa phương cho biết, ngày 20 tháng 12, gia đình của 11 trong số 48 người bị bắt đã được nhận giấy thông báo rằng thân nhân của họ bị khởi tố theo điều 330 Bộ luật hình sự vì tội danh chống người thi hành công vụ. Thưa quý vị, theo Đài Á Châu Tự Do cho hay, đạo Dương Văn Minh do chính ông Dương Văn Minh là người sáng lập vào khoảng năm 1989, chủ trương tin Chúa và bỏ phong tục ma chay cho người chết của người Hờ Mông như giết trâu bò kéo dài 7 ngày. Đó là một điều vô cùng tốn kém, mà đạo này chủ trương chuyển sang chôn cất người chết trong một ngày một đêm. Đó là những cái điểm sáng mà dư luận xã hội cho rằng đạo Dương Văn Minh có những cái điểm tốt như vậy. Tuy nhiên, không có lý do gì mà tín đồ của đạo Dương Văn Minh vốn phải chịu sự đàn áp khốc liệt từ chính quyền, và nhiều người đã bị buộc tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ và đã bị bắt giữ bỏ tù từ trước tới nay. Và hàng chục cơ sở tôn giáo, nhà tang lễ của đạo Dương Văn Minh đã bị chính quyền địa phương của các tỉnh phía Bắc Việt Nam phá hủy trong những năm qua. Trong khi đó, truyền thông nhà nước liên tục cáo buộc đạo Dương Văn Minh xúi giục người dân chống đối chủ trương của Đảng và Nhà nước với cái mưu đồ để thành lập vương quốc Hờ Mông. Tuy nhiên, thưa quý vị, theo Đài Á Châu Tự Do, trong cái phiên họp của Quốc hội Việt Nam ngày 26 tháng 3 năm 2021, Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, một đại biểu Quốc hội người Hờ Mông, đã nói với Quốc hội rằng chính quyền địa phương và lực lượng công an đã kết luận quá vội vàng về đạo Dương Văn Minh, và điều đó đã gây ra những cái mầm mống bạo loạn, kể cả việc xô xát với người Hờ Mông. Thưa quý vị, đó là cái bản tin liên quan tới cái việc chính quyền Việt Nam, cụ thể là chính quyền tỉnh Tuyên Quang, đã sử dụng lực lượng công an đàn áp những cái tín đồ của đạo Dương Văn Minh. Thưa quý vị, trở lại nội dung chính của bài nói chuyện hôm nay. Thứ nhất, chúng tôi đề cập tới một cái câu chuyện được cho là những cái câu hỏi lớn về chất lượng của bộ xét nghiệm Việt Á. Cho đến nay vẫn chưa có cái câu trả lời. Thưa quý vị, cái vụ bê bối Việt Á đã được truyền thông quốc tế đề cập. Đặc biệt, truyền thông quốc tế đặt cái vấn đề tại sao nhà nước Việt Nam lại quản lý lỏng lẻo tới cái mức bộ xét nghiệm của Việt Á, một cái sản phẩm chẩn đoán đối với virus corona đầu tiên của Việt Nam, đã được Bộ Y tế Việt Nam cấp số đăng ký, và Tổ chức Y tế Thế giới đã cấp giấy chứng nhận chất lượng của sản phẩm. Thậm chí còn nói rằng bộ test Việt Á được phép lưu hành cho tất cả các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên cho đến nay, sau vụ việc Bộ Công an tiến hành bắt giữ và khởi tố ông Phan Quốc Việt, giám đốc của công ty Việt Á, thì lúc đó dư luận xã hội gây ngã ngửa. Và trong những cái ngày này, một cái chủ đề hay một cái từ khóa hot nhất đó là công ty Việt Á. Và dư luận xã hội ở Việt Nam cũng như quốc tế, người ta tập trung vào cái chuyện có những cái liên minh ma quỷ trong bộ máy nhà nước thổi giá. Thưa quý vị, theo BBC, về cái vấn đề chất lượng, Việt Á đã làm cho nhiều người dân ở Việt Nam trong những ngày này hết sức lo lắng, bởi vì cái bộ xét nghiệm của công ty Việt Á đã có mặt hầu hết ở khắp mọi tỉnh thành trên toàn quốc, và nó đang được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam từ tháng 5 năm 2020 cho tới thời điểm này. Không hiểu lý do gì tại sao Bộ Khoa học Công nghệ đã thông báo rằng kit test xét nghiệm của công ty Việt Á đã được Tổ chức Y tế Thế giới phê chuẩn. Và thưa quý vị, sau khi bị phanh phui thì Bộ Khoa học Công nghệ cho rằng họ đã dịch nhầm một cái từ, đó là chấp thuận và không chấp thuận. Và đó là lý do đến cuối tháng 12 năm 2021, Bộ Y tế Việt Nam, mà người đứng đầu là Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long, đã tuyên bố việc Bộ Y tế xét duyệt sản phẩm tiết ghép Việt Á hoàn toàn không phụ thuộc vào việc phê chuẩn hay không phê chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới, mà theo Nguyễn Thanh Long, chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam. Đó là lý do theo giới phân tích. Một cái câu hỏi đặt ra là vậy cái quy trình phê chuẩn của Việt Nam đối với các cái sản phẩm y tế nói chung hay bộ test các xét nghiệm của công ty Việt Á nó có gì giống hay khác với một cái quy trình phê chuẩn thông thường? Bởi vì theo thông lệ quốc tế, khi mà trong một cái khoảng thời gian nghiên cứu xét duyệt rồi đi vào sản xuất cũng như phân phối những cái sản phẩm của công ty Việt Á, nó diễn ra vào cuối tháng 1 năm 2020. Bộ Khoa học Công nghệ đã chấp nhận một cái đề án nghiên cứu, và ngay sau đó với một tinh thần hết sức thần tốc, người ta ngạc nhiên chỉ trong hơn một tháng thì những bộ kit test Việt Á đã được Bộ Y tế chấp thuận và đưa vào sử dụng. Và thưa quý vị, cho đến nay Bộ Khoa học Công nghệ vẫn còn cố gắng bấu víu, và mới nhất Bộ Khoa học Công nghệ đã đưa ra một cái thông cáo báo chí, theo đó những cái thông tin sai trước đây về việc Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận kit test xét nghiệm của Việt Á, lỗi là do báo chí. Thưa quý vị, theo truyền thông nhà nước đưa tin cho hay, Bộ Khoa học Công nghệ trong thông cáo báo chí mới nhất đã đính chính cái thông tin bộ kit test xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam, hay nói ngắn gọn nó là kit test của công ty Việt Á, được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận. Và cái thông cáo báo chí này đã được đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ, với cái tiêu đề đính chính thông tin bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận. Và thưa quý vị, theo giới phân tích, đây là lần đầu tiên Bộ Khoa học và Công nghệ đã chính thức lên tiếng về cái vụ bê bối này, và cái điều này đã được đăng tải chính thức trên cổng thông tin điện tử của bộ này. Tuy nhiên, nội dung đầy đủ của cái thông tin đính chính, Bộ Khoa học Công nghệ cho rằng những cái sai sót này là do tổng hợp thông tin từ báo chí chứ không phải do dịch nhầm. Cụ thể, Bộ Khoa học và Công nghệ đính chính với cái nội dung chi tiết như sau. Theo đó, trong khoảng thời gian các ngày 25-26 tháng 4 năm 2020, một số cơ quan báo chí chính thống đã đăng tải thông tin cho biết bộ kit test xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam sản xuất đã được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận. Và trên cơ sở tổng hợp các nguồn tin của cơ quan báo chí chính thống, đó là lý do tại sao 15 giờ 36 phút ngày 26 tháng 4 năm 2020, một cái bản tin với tiêu đề bộ kit xét nghiệm COVID-19 do Việt Nam sản xuất được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận đã được đăng tải trên cổng thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ. Và bản tin này đã được gửi tới một số phóng viên theo dõi lĩnh vực khoa học công nghệ để tham khảo như thông lệ khi ngành khoa học công nghệ có những sự kiện hoặc những cái thành tựu nổi bật. Thưa vị, ở đây cũng nói thêm, tức là ở trên người ta đổ lỗi cho báo chí thì bây giờ người ta lại chính là cái đơn vị gửi các cái thông tin cho các phóng viên để đưa tin. Trở lại cái thông báo của Bộ Khoa học Công nghệ, theo đó sau khi phát hiện có những cái sai sót và để có cái thời gian xem xét đánh giá lại toàn bộ quá trình khi bản tin đã được tạm gỡ trên cổng thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ. Các cơ quan chức năng có liên quan cho tới nay đã kiểm tra lại và nhận thấy nó có những sự sai sót trong quá trình tổng hợp cũng như biên tập, và cái việc kiểm chứng thông tin cũng như cung cấp thông tin để đăng trên cổng thông tin của Bộ Khoa học Công nghệ. Và đến nay, nội dung thông tin xin được đính chính lại cụ thể như sau. Đó là ngày 24 tháng 4 năm 2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chấp thuận yêu cầu xin đánh giá sử dụng khẩn cấp bộ kit của công ty Việt Á. Tuy nhiên, thưa quý vị, theo đánh giá của chúng tôi thì một cái thông cáo báo chí mới nhất đăng trên cổng thông tin của Bộ Khoa học Công nghệ, nó biểu hiện một cái sự trí trá, lòng vòng, không nhận lỗi. Và theo giới phân tích, những cái điều vừa kể mà Bộ Khoa học Công nghệ không dám thừa nhận đó là không chỉ là tổng hợp đăng tin trên cổng thông tin điện tử, mà cụ thể ngày 26 tháng 4 năm 2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã gửi đi các cái thông tin chính thức vừa kể đến các cơ quan báo chí với những thông tin đầy đủ mà Bộ Khoa học Công nghệ khẳng định rằng bộ kit test xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á sản xuất đã được Tổ chức Y tế Thế giới chấp thuận. Thưa quý vị, theo chúng tôi, người ta không dám thừa nhận, bởi vì nếu người ta thừa nhận thì lập tức người ta phải trả lời là ai là người chịu trách nhiệm về cái vấn đề vừa kể. Tất nhiên người ta không trả lời thì trách nhiệm phải thuộc về ông Chu Ngọc Anh, là cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ tại cái thời điểm đó. Và thưa quý vị, đó là lý do nhà báo Huy Đức trong một status mới nhất với cái tiêu đề chống tham nhũng nhìn từ cái vụ kit test Việt Á. Theo nhà báo Huy Đức, bộ xét nghiệm Covid của Việt Á nó không được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận, nó không phải là một cái câu chuyện lớn. Việc mà bộ kit test xét nghiệm đó không được công nhận, mà Bộ Khoa học Công nghệ lại nói rằng hồ sơ này đã được Tổ chức Y tế Thế giới công nhận, theo nhà báo Huy Đức nó mới làm câu chuyện tày đình. Bởi vì đây là những cái thông tin sai sự thật, nó đã tồn tại từ ngày 26 tháng 4 năm 2020 cho đến những ngày gần đây mới gỡ xuống, sau khi cái vụ án liên quan tới công ty Việt Á bị cơ quan công an khởi tố. Thưa quý vị, vẫn theo nhà báo Huy Đức, cho dù hiện nay không có bằng chứng ăn chia giữa Việt Á và Bộ Khoa học Công nghệ trong cái hành vi sử dụng quyền lực cũng như uy tín của một bộ máy công quyền đã tham gia tiếp tay cho công ty Việt Á lừa dối dân chúng để trục lợi, mà theo nhà báo Huy Đức cần phải khởi tố điều tra hình sự đối với Bộ Khoa học Công nghệ và cá nhân ông Chu Ngọc Anh. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, lâu nay nhà báo Huy Đức được cho là một cây bút tín hiệu phục vụ cho ông Trương Tấn Sang trước đây. Và sau khi ông Trương Tấn Sang thất thế tại đại hội 13, khi ông Trương Tấn Sang muốn tỏ rõ cái vai trò của mình trong là người tổng đạo diễn nhân sự của đại 13, tuy nhiên những cái việc làm của ông Trương Tấn Sang đã bị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bác bỏ, và đó là lý do Liên minh Nguyễn Phú Trọng Trương Tấn Sang đã tan vỡ kể từ sau khi kết thúc đại 13, với cái kết quả ông Trương Hòa Bình, một nhân vật được cho là thân cận của Trương Tấn Sang, đã bị về hưu. Thưa quý vị, trở lại một cái bài phân tích ai đứng sau Việt Á và kẻ nào là trùm cuối của tiến sĩ Dương Quốc Chính, đưa ra rất nhiều những cái thông tin nhận định mà chúng tôi nghĩ rằng nó có nhiều khả quan. Theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, vụ việc Việt Á càng ngày nó càng lòi ra nhiều cái tình tiết được cho là vui vẻ. Bởi vì chủ nhiệm đề tài nghiên cứu test kit của Học viện Quân y mới đây nhất đã lên tiếng thanh minh về cái quá trình nghiên cứu khoa học. Đồng thời, ông chủ đề tài của Học viện Quân y đã phủ nhận cái việc liên quan tới quá trình sản xuất và phân phối kit test của công ty Việt Á. Theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, có nghĩa là Học viện Quân y phủi tay, không liên quan, và họ không biết gì về cái việc sản phẩm cũng như việc kinh doanh kit test của công ty Việt Á, mà họ, tức Học viện Quân y, chỉ biết làm khoa học mà thôi. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, từ thông tin báo chí có thể thấy mấy cái vấn đề nghi vấn đối với Học viện Quân y mà phải đặt các cái câu hỏi. Thứ nhất, đây là một đề tài nghiên cứu khoa học có giá trị hợp đồng xấp xỉ 19 tỷ đồng do Bộ Khoa học Công nghệ giao cho Học viện Quân y phối hợp với công ty Việt Á để nghiên cứu sản xuất, chế tạo và những cái công việc sau đó. Nhưng kể từ cái lúc Học viện Quân y nhận đề tài vào tháng 2 năm 2020 cho tới ngày 4 tháng 3 năm 2020, một cái điều kỳ lạ đó là sản phẩm tiết ghét của Việt Á đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Như vậy chỉ cần mất tối đa trong một cái thời gian chỉ hơn một tháng mà đề tài nghiên cứu khoa học 19 tỷ đã được các cái thầy trò ở Học viện Quân y hoàn thành thành công trong cái thời gian không thể tưởng tượng được. Quả làm cái điều thật là xuất sắc. Trong một tháng mà Học viện Quân y làm thêm được 19 tỷ đồng. Theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, điều đó cho thấy Học viện Quân y kiếm tiền còn nhanh hơn buôn ma túy. Và nhiều người đã sử dụng mạng xã hội đánh giá cũng như share cho nhau một cái báo cáo kết quả tự đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia liên quan tới cái thiết kế xét nghiệm của công ty Việt Á. Theo đó, Bộ Khoa học Công nghệ đã chi cho Học viện Quân y và công ty Việt Á 19 tỷ để nghiên cứu chế tạo một cái bộ sinh phẩm tiết kép để phát hiện virus corona chủng mới, rồi tổ chức nghiệm thu chuyển giao cho Bộ Y tế để Bộ Y tế trên cơ sở đó cấp giấy phép cũng như định giá. Có một cái điểm thú vị là Học viện Quân y lùi về phía sau mà họ không thèm nhận bất kỳ một cái thành tích nào. Vậy mà kết quả nghiên cứu khoa học đó đã giao cho công ty Việt Á sử dụng toàn bộ để kinh doanh. Thậm chí, ông Nguyễn Phú Trọng còn ký một cái quyết định trao huân chương lao động hạng 3 cho công ty Việt Á mà theo đánh giá của Hội đồng khen thưởng. Vì sản phẩm trên liên quan tới vấn đề khoa học cũng như chính trị. Đó là lý do vì sao mà công ty Việt Á trong cái thời gian hơn một tháng đã thu về 40.000 tỷ. Theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, nếu như không có đại dịch Covid-19 thì chắc khó có cơ hội để nhìn thấy bóng dáng của Học viện Quân y. Và rõ ràng sau khi vụ bê bối công ty Việt Á, người ta đã thấy thấp thoáng phía sau Học viện Quân y có một số công trình nghiên cứu, và bây giờ có một công trình là một cái điều bê bối. Và đại dịch Covid-19 không chỉ nâng cao vai trò và vị thế của các nhà khoa học ở Việt Nam và các nhà khoa học của Học viện Quân y, người ta đã mở rộng hoạt động liên doanh liên kết với các cái doanh nghiệp tư nhân để nghiên cứu xét nghiệm Covid-19. Ngoài ra, Học viện Quân y còn đứng trong một cái liên danh với cái công ty NanoGen để nghiên cứu vaccine nội địa Nanocovax. Theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, bây giờ các bạn cứ sử dụng Google để tìm hiểu những cái thông tin liên quan tới công ty Nanocovax, rồi đối chiếu chung với nhau, thì quý vị sẽ thấy rất nhiều yếu tố đáng suy nghĩ. Một cái vấn đề nghi vấn theo tiến sĩ Dương Quốc Chính đưa ra đó là quy trình cấp phép của các cơ quan chức năng nhà nước không bao giờ nó nhanh như thế được, chỉ trong thời gian 1-2 ngày. Mà Bộ Y tế đã nhanh chóng cấp phép cũng như số đăng ký cho cái sản phẩm kit test xét nghiệm của công ty Việt Á là một cái điều không thể, bởi vì thời gian chờ thử nghiệm cũng mất cả một tháng. Một cái điều đáng nói đó là vào cái thời điểm cho tới ngày 4 tháng 3 năm 2020, ở Việt Nam lúc đó chỉ có 16 ca dương tính, và ca đầu tiên ở Việt Nam được phát hiện ngày 23 tháng 1 năm 2020, thì tháng 2 Học viện Quân y mới được nhận một cái đề tài khoa học. Vậy mà chủ nhiệm đề tài khoa học tiến sĩ Hồ Sơn nói Học viện Quân y đã tiến hành nghiên cứu từ rất lâu trước khi nhận đề tài. Nhưng với cái mốc thời gian trên, theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, chắc chắn nhóm nghiên cứu không thể nghiên cứu trước ngày 23 tháng 1, bởi vì ca đầu tiên người ta phát hiện có bệnh nhân nhiễm Covid-19 ngày 23 tháng 1 giống nhau. Tức là quá trình nghiên cứu để ra được giấy phép của Bộ Y tế cũng chỉ loanh quanh trong vòng một tháng mà thôi, và họ cũng chỉ dùng được cái mẫu bệnh phẩm. Nếu có được xét nghiệm trên 16 ca đang điều trị lúc đó để họ thử nghiệm. Chưa hết, thưa quý vị, một cái vấn đề tiếp theo là đề tài nghiên cứu khoa học dùng cái số tiền ngân sách 19 tỷ đồng, tại sao lại chuyển cho một công ty tư nhân để sau đó họ thương mại hóa bán với một cái giá cắt cổ gấp 10 giá thị trường quốc tế. Và đó là lý do, thưa quý vị, như chúng tôi đã nói, những cái điều vừa kể nó biểu hiện của một cái chuyện gọi là tham nhũng chính sách. Đó là nhân danh sản phẩm của Việt Nam để rồi thổi giá. Đó là lý do test kit của công ty Việt Á có giá thuộc loại cao nhất trong cái kit test xét nghiệm đang lưu hành trong cái thời gian gần 2 năm trở lại đây. Một cái câu hỏi đặt ra là tại sao công ty Việt Á mà không phải là một công ty của nhà nước, vì đúng là làm những cái công việc dễ dàng với một cái vốn đầu tư chỉ có một cái căn phòng 10 m² bần thỉu như một quán ăn, và điều đó có thể làm giảm chi phí tối đa những cái sinh phẩm y tế để phục vụ cho nhân dân. Một cái câu hỏi đặt ra là vậy Học viện Quân y có thực sự họ không biết gì về cái việc sản xuất cũng như phân phối kit test của công ty Việt Á hay không? Và câu trả lời chắc chắn là không. Học viện Quân y phải biết bởi vì họ mất công nghiên cứu trong cái vai trò họ là chủ nhiệm đề tài. Chẳng có ai dạy gì mà lại hồn nhiên để một cái thằng hỗ trợ nghiên cứu vụ. Trong khi đó thành phần tham gia của công ty Việt Á trong cái dự án vừa kể chỉ có 4 người. Vậy mà khi công ty Việt Á đem ra thương mại hóa chất xám của các giáo sư tiến sĩ Học viện Quân y, tại sao Học viện Quân y không thu tiền bản quyền mà lại nhượng cho công ty Việt Á một cách vô điều kiện như vậy? Đó là chưa kể tới cái việc nếu như Học viện Quân y không thu tiền bản quyền thì nhà nước, tức Bộ Khoa học Công nghệ, phải thu tiền bản quyền từ Việt Á, vì đây làm cái dự án dùng vốn 19 tỷ của ngân sách để nghiên cứu. Theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, từ các cái câu hỏi vừa đặt ra kể trên, kết hợp với những cái thông tin về cái quy mô sản xuất, không nói tới cái diện tích của xưởng chỉ nhìn hơn 10 m² chút xíu, nhưng với một cái năng suất siêu nhanh thì chúng ta hoàn toàn có quyền suy đoán kể cả cái đề tài nghiên cứu khoa học này của Học viện Quân y là một cái công trình nghiên cứu bịa với cái mục đích để đẽo 19 tỷ đồng ngân sách và chia chác cho nhau. Bởi vì làm gì có tiến sĩ nào giỏi đến cái mức nghiên cứu kit test xét nghiệm trong vòng 1 tháng, kể cả thời gian chép đề và chấm bài. Theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, khả năng là toàn bộ đề tài nghiên cứu khoa học này là do Trung Quốc cung cấp, rồi sau đó sản phẩm đó được thương mại hóa y chang, và đó là lý do có thể kết luận một cách chắc chắn rằng người ta đã nhập nguyên liệu từ Trung Quốc về rồi pha chế, dán tem và cuối cùng là hô biến trở thành sản phẩm made in Việt Nam. Đó là lý do chúng ta có thể có quyền dự đoán những điều vừa kể, bởi vì đại dịch Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc từ tháng 12 năm 2019 và chắc chắn Trung Quốc đã làm ra những cái kit test đầu tiên của thế giới. Phải như vậy thì người ta, tức Trung Quốc, mới phát hiện được các cái bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán. Theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, có lẽ Việt Á người ta đã ngấm ngầm liên hệ với Trung Quốc để người ta nhập nguyên cái đề tài nghiên cứu khoa học của Trung Quốc này về cùng với các cái nguyên vật liệu để thương mại hóa. Đó là lý do tại sao mọi công việc của một cái gọi là đề tài khoa học nó lại diễn ra một cách chóng vánh như chảo chớp, như quý vị đã thấy. Và thưa quý vị, chính vì sự thiếu minh bạch về nguồn gốc nghiên cứu, đó là lý do Tổ chức Y tế Thế giới không thể phê chuẩn test kit của Việt Á. Nhưng với một cái tầm nhìn xa là đại dịch Covid-19 sẽ bùng phát trên diện rộng, nên ở điểm này phải thừa nhận cái cặp mắt tình tường của ông Phan Quốc Việt, tổng giám đốc công ty Việt Á, đã dám đầu tư vào cái kênh bạc test kit này bằng cách chạy hết thủ tục, lobby toàn bộ các cơ quan chức năng. Đồng thời lập tức ở trong đảng đã xuất hiện một cái nhóm lợi ích đạo diễn toàn bộ tất cả những cái công việc, bắt đầu từ công việc nghiên cứu khoa học, chạy cửa Viện Vệ sinh Dịch tễ, Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Nội vụ, với cái mục tiêu của họ là tạo niềm tin cho khách hàng. Theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, đề tài nghiên cứu khoa học của Học viện Quân y làm thực chất đó là người ta mua 100% dưới dạng mã nguồn mở, tức là cái nghiên cứu của Trung Quốc đã dựa trên một cái nền tảng đã có sẵn, đại khái như công ty bờ cát của Quảng Nổ thiết kế hệ điều hành Bifone dựa trên mã nguồn mở của Android mà thôi. Theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, những điều vừa kể là tôi, tức tác giả Dương Quốc Chính, đã sâu chuỗi và suy đoán, nên chưa chắc đã chính xác 100%. Tuy nhiên cơ quan điều tra thì họ có thừa nguồn lực để điều tra xem đúng hay không. Trước mắt bây giờ cần phải làm rõ ai đang sở hữu 80% cổ phần của Việt Á thì sẽ biết ai đứng sau vụ này và là kẻ trùm cuối. Theo tiến sĩ Dương Quốc Chính, tôi đoán rằng 80% cổ phần còn lại trong công ty Việt Á có thể chia sẻ cho Học viện Quân y, cho Bộ Y tế, cho Bộ Khoa học và Công nghệ. Đó là các cái lãnh đạo liên quan và một vài bác nào đó trong Bộ Chính trị. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.